Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nội dung cái buổi học của mình ha. Thì ta tiếp tục ở cái nội dung đó là cái bài công tác tiêu chuẩn. Rồi như vậy thì ở buổi trước thì chúng ta đang học ở cái bài này đó, như vậy thì buổi trước thì chúng ta đang học ở dở gian ở cái bài đó là công tác việc bàn tiêu chuẩn. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ở cái nội dung của bài này. Rồi như vậy thì hiện nay thì buổi trước thì thầy bận họp mà các bạn đang học dở dang bài này. Nhưng mà hiện nay thì chắc các bạn học hôm nay chỉ cũng khoảng gần đến 9 giờ thì chúng ta sẽ ngưng. Tại vì bên thầy bữa nay mới nhận được cái thông báo đó là điện nó cúp khoảng 9 giờ gì đó để sửa điện vậy đó. Bữa trước thì họp bữa nay thì nên bạn học đến khi mà khoảng 9 giờ thì chúng ta sẽ ngưng hơn. Thì buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục. Bên thầy thì bên điện nó thông báo nó sửa. Nên khi nào nó cúp điện thì chúng ta sẽ ngưng hơn. Thì nếu khi nào cúp điện thì chúng ta sẽ ngưng và tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục. Như vậy thì ở đây thì chúng ta tiếp tục nói về cái công tác tiêu chuẩn. Như vậy thì bất kỳ một cái thuốc nào cũng vậy, khi mà lưu hành trên thị trường nó cũng phải có tiêu chuẩn. Như vậy tiêu chuẩn là một cái văn bản mà bạn thấy rằng có tính cách việc bằng pháp lý mà các nhà sản xuất, các nhà nhập khẩu bắt buộc bạn thấy rằng phải sản xuất và nhập khẩu theo đúng cái tiêu chuẩn chất lượng mà đã được đăng ký, đã phê duyệt. Như vậy thì bất kỳ một cái thuốc nào cũng vậy, muốn lưu hành thị trường nó phải có tiêu chuẩn. Như vậy nó thể tuân theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc là tiêu chuẩn Nhật Bản cơ sở. Như vậy thì tiêu chuẩn quốc gia thì được quy định trong Dược điển Việt Nam. Như vậy Dược điển Việt Nam đây là một cái bộ tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc cũng như các phương pháp việc bằng kiểm nghiệm. Đó, như vậy thì tiêu chuẩn quốc gia nó là về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc cũng như là các phương pháp kiểm nghiệm. Còn tiêu chuẩn cơ sở là bạn thấy rằng được quy định tại cơ sở của mình. Đó, như vậy bạn thấy rằng tiêu chuẩn quốc gia thì do Hội đồng Dược điển biên soạn, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định và Bộ trưởng Bộ Y tế là người ký quyết định ban hành tiêu chuẩn. Còn tiêu chuẩn cơ sở thì được quy định tại cơ sở của mình. Bạn thấy rằng do cơ sở biên soạn và người đứng đầu cơ sở ký quyết định công bố tiêu chuẩn sau khi mà cái tiêu chuẩn này được phê duyệt bởi Cục Quản lý Dược. Bây giờ lúc này bạn thấy rằng bởi Bộ Y tế sau khi mà bạn thấy rằng bạn xây dựng rồi thì bạn sẽ nộp hồ sơ và Bộ Y tế Cục Quản lý Dược người ta sẽ tiến hành việc bàn tổ chức nên cái hội đồng để thẩm định đánh giá. Như vậy thì bạn để xem cái tiêu chuẩn các bạn có phù hợp hay không, có đáp ứng những cái văn bản hiện hành hay không, để từ đó bạn thấy rằng cấp phép cho thuốc các bạn. Nói như bạn thấy rằng tiêu chuẩn cơ sở thì bạn thấy rằng do cơ sở sản xuất người ta tự xây dựng và công bố. Như vậy thì sau này khi mà bạn thấy rằng bạn đi làm tại các doanh nghiệp thì bạn thấy rằng doanh nghiệp nào nó cũng có một cái bộ phận để thực hiện một cái nhiệm vụ đó là đăng ký thuốc. Như vậy bạn thấy rằng doanh nghiệp nào nó cũng có bộ phận thực hiện cái nhiệm vụ đó là đăng ký thuốc. Tại vì hiện nay bạn thấy rằng nếu công ty của các bạn có bao nhiêu sản phẩm thì các bạn phải có bấy nhiêu bộ tiêu chuẩn về chất lượng. Các bạn nếu còn có 100, nếu bạn sản xuất ra 100 sản phẩm thì các bạn phải có 100 bộ tiêu chuẩn về chất lượng. Đó, như vậy bạn thấy rằng các bạn thì lúc này bạn thấy rằng và cái tiêu chuẩn này bạn thấy định kỳ phải được sửa đổi bổ sung là bạn thấy là tiêu chuẩn định kỳ phải được xem xét sửa đổi và việc bạn bổ sung, nên từ đó bạn thấy đây có bao nhiêu cái sản phẩm các bạn phải bấy nhiêu tiêu chuẩn. Và tiêu chuẩn dược điển thì đã có sẵn rồi và các doanh nghiệp người ta tiến hành đi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Như vậy thì nội dung chính của một tiêu chuẩn cơ sở thì như thế nào?
và cấu trúc của một cái tiêu chuẩn cơ sở gồm những phần gì, thì chúng ta tiếp tục đi vào phần tiếp theo là chúng ta nói về nội dung chính của một tiêu chuẩn cơ sở và cái phương pháp xây dựng một cái tiêu chuẩn như thế nào, thì chúng ta sẽ tiếp tục nói đến phần tiếp theo của bài học mình. Như vậy thì nội dung chính của một tiêu chuẩn cơ sở thì nó gồm có 4 phần. Và bạn thấy rằng khi bạn đọc hồ sơ cấu trúc của một tiêu chuẩn cơ sở, mình thấy nó gồm 4 phần như vậy. Và phần thứ 5 đó là phần đóng gói bảo quản và hạn dùng. Đó, bạn thấy tổng cộng là cộng thêm phần đóng gói bảo quản hạn dùng nữa là 5 phần. Đó, như vậy là tiết và bìa, thứ hai là tiêu đề, thứ ba là yêu cầu kỹ thuật, thứ tư là phương pháp thử, thứ năm là đóng gói bảo quản và hạn dùng. Như vậy ta có tổng cộng là 5 phần. Bây giờ khi mà bạn nộp hồ sơ về cơ quan quản lý đi, người ta kiểm tra xem coi ở cái bố cục của các bạn nó có đúng chưa. Tại vì nếu bạn thấy là bố cục không đúng, người ta sẽ trả hồ sơ nhập về, các bạn phải tiến hành chỉnh sửa và nộp lại. Nó như vậy bạn thấy rằng cấu trúc một cái bố cục của tiêu chuẩn cần có 5 phần như vậy: bìa, tiêu đề, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, đóng gói bảo quản và hạn dùng. Rồi như vậy thì ở cái trang bìa nó thể hiện cái gì, tiêu đề nó gồm cái gì. Giống như bây giờ bạn thấy rằng để mà ra trường ở học kỳ cuối cùng của năm thứ năm có hai hình thức. Thứ nhất là các bạn có thể làm một cái khóa luận tốt nghiệp. Nói như vậy bạn thấy rằng để ra trường các bạn có thể làm một cái việc bằng một cái khóa luận tốt nghiệp, hoặc là lúc này các bạn có thể làm một, hoặc là các bạn học các môn chuyên đề việc bằng thay thế. Nói như bạn thấy rằng ở cái học kỳ cuối cùng của năm thứ năm, nếu bạn nào chọn cái phương án mà làm khóa luận tốt nghiệp đó, thì sau khi mà bạn làm xong rồi thì lúc này bạn thấy rằng các bạn sẽ tiến hành việc bằng thu thập số liệu, viết báo cáo. Và khi mà viết báo cáo các bạn cũng phải viết theo cấu trúc bố cục của nó. Để khi bạn thấy rằng khi mà ta tiến hành thu nhận thì chấm điểm các bạn phải các bạn viết theo đúng bố cục. Dù một cái khóa luận tốt nghiệp thì nó gồm có phần đặt vấn đề, phần tổng quan về tài liệu, phần phương pháp nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, bàn luận, vân vân, kết luận. Rồi như vậy còn cấu trúc một tiêu chuẩn cơ sở thì bạn thấy nó gồm có bìa, tiêu đề, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, đóng gói bảo quản, hạn dùng. Như vậy thì ở cái trang bìa thì nó yêu cầu các bạn thể hiện những nội dung, đó là tên cơ quan quản lý, tên cơ sở và cái tiêu đề lớn là tiêu chuẩn cơ sở. Và cái tiêu chuẩn này mình đăng ký cho cái sản phẩm nào. Nói như vậy bạn thấy rằng cái tiêu chuẩn này đăng ký cho sản phẩm nào và số tiêu chuẩn là việc bằng là bao nhiêu. Rồi, như bạn thấy là tên cơ quan quản lý, tên cơ sở và tiêu đề lớn là tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn này đăng ký cho cái sản phẩm nào. Như vậy bạn thấy rằng ví dụ như tên cơ sở là trường đại học Nguyễn Tất Thành đi, thì tên cơ quan quản lý của trường đại học Nguyễn Tất Thành là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hay là tên bạn thấy cơ sở đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đi, thì cơ quan quản lý là Bộ Y tế. Mình thấy rằng đó, tên cơ sở, tên cơ quan quản lý, tiêu chuẩn cơ sở này đăng ký cho sản phẩm nào và số tiêu chuẩn là bao nhiêu. Thì cấu trúc của một số tiêu chuẩn thì bạn thấy rằng còn cái bên, cái ô kế bên là cấu trúc một số tiêu chuẩn. Thì cấu trúc của một số tiêu chuẩn nó gồm có 4 phần. Đó, thì họ thầy sẽ nói 4 phần này sau. Rồi, bây giờ phần thứ hai là phần tiêu đề. Thì phần tiêu đề nó đóng vai trò giống như là việc bằng một trang bìa lót quyển sách của bạn. Nó bạn thấy rằng trang tiêu đề nó đóng vai trò giúp trang bị lót thì nó bao gồm những nội dung, đó là tên cơ quan quản lý, tên cơ sở và cái tiêu chuẩn này. Bạn thấy rằng cái đăng ký trên cái sản phẩm nè, dạng thuốc, hàm lượng, nồng độ và cái tiêu chuẩn này có số tiêu chuẩn bao nhiêu và có hiệu lực kể từ khi nào. Và đây là ví dụ một cái số tiêu chuẩn. Bạn thấy ở cái phần B và phần tiêu đề các bạn đều ghi số tiêu chuẩn. Dưới đây là ví dụ số tiêu chuẩn 028.B.073.07. Đó, anh thấy đây là một ví dụ về một cái số tiêu chuẩn. Như vậy thì số tiêu chuẩn thì cấu trúc nó gồm có việc bằng 4 phần.
Nên như vậy ông thấy rằng cấu trúc của một số tiêu chuẩn thì nó việc bằng gồm có 4 phần. Như vậy bạn thấy rằng đây là ví dụ một cái số tiêu chuẩn 0, bạn thấy rằng 028.B.073.07. Rồi như vậy thì bạn thấy rằng cấu trúc của từng phần này thì ta sẽ hiểu như thế nào. Thì bạn thấy rằng phần thứ nhất đó là cái diệt bằng. Thì bạn thấy rằng cấu trúc thì phần thứ nhất đó là mã tiêu chuẩn. Thì mã tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ ghi theo mã vùng như đây, mã vùng điện thoại. Rồi, phần thứ nhất đó là mã tiêu chuẩn. Thì mã tiêu chuẩn các bạn sẽ ghi theo mã vùng điện thoại. Như vậy bạn thấy rằng 028 có nghĩa là đây là mã vùng điện thoại tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhìn vào một số tiêu chuẩn, người ta sẽ biết được công ty này đặt ở đâu trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn thấy rằng ta sẽ biết được. Rồi, phần thứ hai là hình thức sở hữu. Trong cái ví dụ này bạn thấy chữ B. Chữ B có nghĩa là gì đây? Thì bạn thấy hình thức sở hữu là quy ước có 4 ký hiệu A, B, C và D. Như vậy bạn thấy rằng quy ước có 4 ký hiệu A, B, C và D. A là doanh nghiệp nhà nước. B là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. C là doanh nghiệp tư nhân. Và D là cá nhân sản xuất. Bạn thấy rằng phần thứ hai là phần hình thức sở hữu. Thì hình thức sở hữu thì lúc này bạn thấy rằng nó gồm có 4 phần như vậy. 4 cái ký hiệu A, B, C và D. B có nghĩa là đây là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Rồi phần thứ ba là phần số thứ tự của tiêu chuẩn. Như vậy bạn thấy rằng phần số thứ tự của tiêu chuẩn thì phần này nó gồm có 3 chữ số và do doanh nghiệp tự đặt, tùy thuộc vào cái sản phẩm doanh nghiệp mình mà thôi, quy ước của doanh nghiệp. Rồi phần thứ tư là phần năm ban hành tiêu chuẩn. Thì quy ước đó là ghi 2 số cuối cùng của năm ban hành tiêu chuẩn chất lượng. Để khi nhìn vào một số tiêu chuẩn, người ta biết được cái tiêu chuẩn này các bạn có còn hiệu lực hay không. Nào như vậy thấy rằng đó là số tiêu chuẩn. Rồi. Như vậy thì đó bạn thấy rằng phần thứ ba là phần yêu cầu kỹ thuật. Phần yêu cầu kỹ thuật thì trong cái phần này thì các bạn sẽ thể hiện những nội dung đó là công thức bào chế nguyên phụ liệu cũng như là chất lượng của thành phẩm. Thì lúc này bạn thấy rằng để đánh giá chất lượng của thành phẩm thì chúng ta sẽ đánh giá những chỉ tiêu nào và mức chất lượng của cái chỉ tiêu đó như thế nào. Còn phần thứ tư là phần phương pháp thử. Phương pháp thử là cái phần mà chúng ta mô tả cách thức tiến hành làm, cái quy trình tiến hành việc bằng phân tích, dùng cái phương pháp gì để làm, cân đong đo đếm như thế nào, vân vân, và điều kiện đóng gói bảo quản nhân dụng. Rồi, nhưng bây giờ chúng ta nói về phần số 4, đó là phần phương pháp xây dựng một cái tiêu chuẩn cơ sở. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về phần phương pháp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Thì khi tiến hành xây dựng tiêu chuẩn thì dựa trên nguyên tắc. Thứ nhất là bạn thấy rằng phải dựa vào các tiến bộ khoa học và công nghệ. Có nghĩa là lúc này bạn thấy rằng các bạn phải ứng dụng những cái tiến bộ khoa học công nghệ vào trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn. Chứ lúc này bạn thấy rằng khi bạn đăng ký lưu hành một cái thuốc mà bạn sử dụng một cái phương pháp quá cổ điển về đăng ký thì cái tiêu chuẩn các bạn hầu như là không được chấp nhận nữa. Tại vì phương pháp bạn thấy rằng một số phương pháp cổ điển thì cái độ chính xác và cái độ nhạy của nó làm sao bạn nó không cao bằng những phương pháp gì hiện đại. Khi khoa học công nghệ phát triển thì người ta phát minh ra được những cái trang thiết bị máy móc nó có khả năng phát hiện một cách chính xác hơn những cái phương pháp cổ điển, cũng như là có khả năng phát hiện được những chất rất nhỏ có trong mẫu. Như vậy bạn thấy rằng đòi hỏi các bạn phải ứng dụng cái tiến bộ học công nghệ. Nhưng bây giờ bạn thấy rằng ngày xưa thì người ta kiểm nghiệm dựa vào các phương pháp thể tích, xong đó người ta lên những phương pháp hiện đại hơn như là quang phổ. Còn bây giờ đó bạn thấy rằng người ta ứng dụng các phương pháp phân tích sắc ký để tiến hành niệm bàn phân tích. Và lúc này bạn thấy rằng để xây dựng cái tiêu chuẩn của mình thì hiện nay bạn thấy rằng người ta phải tiến hành việc bạn nghiên cứu các tiêu chuẩn về quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài. Đó, cũng như là bạn thấy rằng dựa vào các tài liệu tham khảo làm căn cứ để từ đó các doanh nghiệp làm việc bạn xây dựng nên cái của mình. Chứ đâu phải cái mình nghĩ ra, mà lúc này bạn thấy rằng mình phải căn cứ vào nước ngoài người ta làm như thế nào, các nước người ta đánh giá như thế nào. Thì bạn thấy rằng dựa vào các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài để xây dựng nên cái tiêu chuẩn của mình.
Nếu như sau này bạn đi làm một cái khóa luận tốt nghiệp cũng vậy, thì trước khi mà bạn bắt tay vào làm thực nghiệm, thì một trong những công việc đầu tiên là các bạn phải đi tham khảo tài liệu. Nói như vậy bạn thấy rằng một trong những công việc đầu tiên là các bạn phải tiến hành tham khảo tài liệu. Nói như vậy bạn thấy rằng bạn xem coi cái đề tài của mình đã từng ai làm chưa. Như vậy bạn thấy rằng đã từng có ai làm chưa, và người ta làm như thế nào, thu được kết quả gì, cái gì người ta chưa làm, vân vân. Đó, như vậy bạn thấy rằng bạn phải, rồi từ đó bạn thấy rằng cái bạn nghiên cứu xem coi các phương pháp người ta làm là gì. Đó, như vậy từ đó bạn thấy rằng các bạn phải tham khảo các tài liệu, vân vân. Từ đó bạn mới đưa ra cái gì bạn, cái hướng nghiên cứu cái đề tài của mình. Và từ đó chúng ta mới đưa ra cái hướng nghiên cứu cái đề tài của mình. Cũng như lần này chúng ta thấy rằng hiện nay bạn thấy rằng bắt buộc các bạn phải nghiên cứu, và chúng ta sử dụng cái kết quả nghiên cứu công nghệ vào trong cái việc bạn trong cái tiêu chuẩn chất lượng. Cũng như là khi mà ta tiến hành xây dựng các chỉ tiêu chất lượng, thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái quy định về các yêu cầu mang tính năng sử dụng hơn là những cái yêu cầu mà chỉ thể hiện cảm quan. Tại vì cảm quan thì bạn thấy rằng nó có thể đúng hoặc không đúng, mà lúc này ta phải tiến hành đi càng đo lường và phải đảm bảo tính thống nhất của hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam. Bạn thấy rằng những cái được quy định trong tiêu chuẩn cũng như quy chuẩn kỹ thuật là những cái bắt buộc phải thực hiện, bắt buộc phải áp dụng khi mà muốn lưu hành một cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ tại thị trường. Bây giờ bạn thấy rằng hiện nay chính phủ các nước người ta cũng quy định cái tiêu chuẩn cũng như quy chuẩn kỹ thuật. Bất kỳ một cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ nào mà muốn lưu hành tại quốc gia đó, thì bạn thấy rằng muốn lưu hành vào thì phải đáp ứng được những điều kiện tối thiểu như đã quy định để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, cho động vật, cho môi trường, cho thực vật, an lợi ích và an ninh quốc gia cũng như quyền và lợi ích của người sử dụng và những yêu cầu khác, vân vân. Như vậy từ đó bạn thấy rằng nó phải đáp ứng được những yêu cầu về chất lượng thì mới được phép lưu hành. Nếu bây giờ bạn thấy rằng các bạn muốn nhập một cái sản phẩm qua thị trường châu Âu cũng vậy, thì bạn phải đáp ứng những quy định của châu Âu thì mới được phép nhập khẩu. Bây giờ bạn thấy một sản phẩm nước ngoài muốn nhập vào Việt Nam vậy, phải đáp ứng những quy định của Việt Nam. Như vậy ta đi tiếp tục phần tiếp theo là phần quy định áp dụng dược điển. Như vậy bạn thấy rằng dược điển Việt Nam, thì bạn thấy rằng phần quy định áp dụng dược điển Việt Nam thì các cơ sở sản xuất và pha chế thuốc có thể áp dụng dược điển Việt Nam, hoặc là người ta đi Việt Bản đi xây dựng cái tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm của mình sản xuất. Đó, hiện nay bạn giờ bạn thấy rằng người ta có thể áp dụng ngay cái dược điển Việt Nam, hoặc là lúc này bạn thấy rằng người ta áp dụng Việt Bản cái tiêu chuẩn cơ sở, mà tiêu chuẩn cơ sở thì bạn thấy rằng chúng ta phải làm Việt Bản đi xây dựng. Như vậy mình thấy rằng tiêu chuẩn cơ sở là mình phải đi xây dựng. Và khi mà xây dựng thì phải dựa trên những nền tảng quy định của dược điển Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan. Nào, như vậy bạn thấy rằng ta phải dựa trên những yêu cầu, những chỉ tiêu, những mức chất lượng được quy định trong dược bản, trong dược điển cũng như các văn bản có liên quan. Và khi mà ta xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thì bạn thấy rằng tiêu chuẩn cơ sở của thuốc thì nó phải có việc bạn tối thiểu phải đáp ứng được những yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng, mức chất lượng được quy định trong các chuyên luận tương ứng của dược điển Việt Nam. Ngoài vậy bạn thấy rằng khi mà bạn muốn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thì nó phải việc bạn tối thiểu phải đáp ứng đó, những cái quy định của dược điển. Tại vì bạn thấy rằng dược điển là những cái thấp nhất, mà lúc này bạn thấy rằng bắt buộc phải thực hiện. Như vậy bạn thấy rằng khi bạn muốn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thì tối thiểu phải đáp ứng những quy định đó. Và lúc này bạn thấy rằng các cơ sở sản xuất pha chế thuốc phải có tiến hành việc bằng cập nhật tiêu chuẩn chất lượng thuốc do chính mình sản xuất và pha chế.
phải phù hợp với cái phiên bản mới nhất của dược điển Việt Nam. Và như vậy bạn thấy rằng khi mà dược điển Việt Nam ra đời một cái phiên bản mới thì lúc này bắt buộc các nhà sản xuất phải cập nhật cái tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với những cái quy định hiện hành. Nếu bạn thấy rằng khi mà trình độ của công nghệ phát triển, khi xã hội phát triển thì cái tiêu chuẩn sẽ được nâng lên. Bạn thấy rằng khi xã hội phát triển thì cái tiêu chuẩn sẽ được nâng lên và lúc này bạn thấy rằng sẽ ban hành ra cái dược điển mới và đòi hỏi các nhà sản xuất, các nhà nhập khẩu, các khi tiến hành sản xuất và pha chế phải đáp ứng được, phải cập nhật những cái phiên bản mới nhất. Như vậy thì quy định về việc áp dụng dược điển quốc ngoài dược điển quốc tế, hiện nay bạn thấy rằng ngoài việc áp dụng dược điển Việt Nam để sản xuất, hiện nay chính phủ còn cho phép áp dụng trực tiếp dược điển của một số như sau. Thì bạn thấy gồm có dược điển châu Âu, dược điển Anh, dược điển Hoa Kỳ, dược điển quốc tế và dược điển Nhật Bản vào trong xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cái sản phẩm của mình. Như bạn thấy rằng ngoài cái việc áp dụng dược điển Việt Nam, thì hiện nay bạn thấy rằng chính phủ còn cho phép việc áp dụng trực tiếp dược điển của những cái châu Âu, dược điển quốc tế, dược điển Anh, dược điển Hoa Kỳ và dược điển Nhật Bản. Tại vì lúc này bạn thấy rằng đây là những quốc gia có nền kinh tế làm sao bạn phát triển. Như vậy mà thuốc khi mà đã đạt được cái tiêu chuẩn của dược điển châu Âu, dược điển Anh, dược điển Hoa Kỳ, quốc tế của Nhật Bản thì nó cũng sẽ đáp ứng những cái tiêu chuẩn mà quy định tại dược điển Nhật Bản Việt Nam. Tại đây quốc gia có nền kinh tế phát triển nên từ đó người ta đòi hỏi cái sản phẩm đạt ở một cái mức độ Nhật Bản, trình độ học công nghệ rất cao. Nãy như bạn thấy rằng khi mà nó đạt được thì lúc này bạn thấy rằng nó cũng sẽ đáp ứng được những cái tiêu chuẩn chất lượng được quy định tại Việt Nam. Rồi, ta đi vào phần tiếp theo là phần xây dựng các tiêu chuẩn về yêu cầu chất lượng. Như vậy thì lúc này bạn thấy rằng khi mà các bạn là những nhà sản xuất, các bạn nghiên cứu ra công thức bào chế một sản phẩm rồi. Khi mà bạn đã nghiên cứu ra công thức bào chế của một sản phẩm rồi, thì công việc tiếp theo là các bạn sẽ đi tiến hành việc bạn xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho cái sản phẩm đó. Là các bạn phải đi xây dựng tiêu chuẩn chất lượng. Có nghĩa là lúc này bạn thấy rằng để đánh giá cái sản phẩm của mình đi, thì lúc này các bạn cần phải tiến hành đánh giá những thông số nào, cần phải tiến hành kiểm nghiệm những cái chỉ tiêu nào, vân vân. Nào, như vậy thì lúc này bạn thấy rằng thì một trong những công việc đầu tiên khi mà đi xây dựng việc bạn là tiêu chuẩn chất lượng là các bạn phải liệt kê các loại chỉ tiêu. Đó, công việc đầu tiên để đi xây dựng tiêu chuẩn chất lượng là các bạn phải liệt kê các loại chỉ tiêu. Có nghĩa là lúc này bạn thấy rằng dù bây giờ bạn sản xuất ra cái thuốc dự viên nang Monubiravir 400mg đi. Bây giờ bạn thấy rằng khi bạn nghiên cứu ra cái công thức bào chế một cái thuốc kháng virus Monubiravir 400mg thì lúc này bạn phải tiến hành việc bạn đi xây dựng cái tiêu chuẩn chất lượng cái sản phẩm của mình. Như vậy thì để xây dựng tiêu chuẩn chất lượng thì lúc này để đánh giá cái chất lượng cái sản phẩm viên nang Monubiravir này thì chúng ta cần phải tiến hành kiểm nghiệm những cái chỉ tiêu nào. Thì công việc đầu tiên là ta liệt kê các chỉ tiêu kiểm nghiệm. Đó, ta liệt kê các chỉ tiêu kiểm nghiệm cần phải thực hiện đo cho cái từng cái dạng bào chế thuốc. Đó, dự đối với viên này ta cần kiểm nghiệm chỉ tiêu nào không? Thì ở cái bài này là chúng ta học một bài đại cương nói chung. Còn sau đó thì chúng ta học những phần phía sau nữa là những phần mà ta nói về những phần riêng, những phần chi tiết đối với viên nén thì bạn đánh giá như thế nào, đối với viên nang thì chúng ta đánh giá những thông số nào, đối với thuốc bột ta đánh giá những thông số nào, hay thuốc cốm chúng ta đánh giá những cái thông số nào, vân vân. Thì chúng ta sẽ có một cái bài chi, những bài chi tiết đó nữa. Rồi. Như vậy thì bạn thấy rằng sau khi mà các bạn bạn thấy công việc đầu tiên là bạn liệt kê các chỉ tiêu và bạn thấy rằng tùy theo những cái trang thiết bị và cái khả năng của từng cơ sở sản xuất. Đó, bạn thấy là tùy theo cái trang thiết bị và khả năng mà lúc này chúng ta có thể xây dựng thêm việc bạn một số cái chỉ tiêu khác nữa để đánh giá chất lượng cái sản phẩm của mình. Nhưng mà nó phải hợp lý và được các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận và cho phép. Nói như vậy bạn thấy là ngoài những cái quy định có trong dược điển rồi, quy định trong dược điển là những quy định bắt buộc mà chúng ta phải thực hiện, phải tuân thủ. Tuy nhiên bạn thấy rằng tùy cái điều kiện thực tế tại doanh nghiệp
Hiện nay bạn thấy rằng các doanh nghiệp người ta có thể xây dựng thêm một số các chỉ tiêu khác nữa để tiến hành kiểm nghiệm. Nhưng mà chỉ tiêu này phải phù hợp và được chấp thuận và cho phép bởi cơ quan có thẩm quyền. Và số lượng các chỉ tiêu khi mà chúng ta tiến hành xây dựng thì đủ để đặc trưng cho chất lượng của sản phẩm và phù hợp với thực tế. Mà bạn thấy rằng số lượng các chỉ tiêu là phải đặc trưng cho sản phẩm và phù hợp với việc bạn thực tế. Rồi như vậy bạn thấy rằng sau khi mà chúng ta xây dựng, công việc đầu tiên là liệt kê các chỉ tiêu rồi. Điều kiểm để đánh giá cái này chúng ta kiểm nghiệm như là về cảm quan, về khối lượng, về hàm lượng, về độ rã, độ hòa tan vân vân. Sau đó rồi công việc tiếp theo là chúng ta xây dựng việc bằng về mức giới hạn của các chỉ tiêu. Ở dù khi mình ta xây dựng cái chỉ tiêu định lượng thì cái hàm lượng hoạt chất trong viên nó phải dao động trong khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu được gọi là đạt yêu cầu. Hay ta đánh giá cái thông số về thời gian rã của viên thì viên phải rã trong thời gian bao lâu thì được gọi là mức chỉ tiêu. Dù thời gian rã của viên là không quá 15 phút, không quá 30 phút, không quá 60 phút, vân vân thì được gọi là mức chỉ tiêu. Mức chỉ tiêu là một cái giá trị cụ thể hay là một cái khoảng giá trị. Đó. Mức chỉ tiêu là một giá trị cụ thể hay là khoảng giá trị mà sau khi phân tích chế phẩm phải đạt được. Đó. Như bây giờ bạn thấy rằng quy định cái thời gian rã của viên nang là không quá 30 phút. Thì bạn thấy là nếu cái thời gian rã lớn hơn thì nó không đạt được, nó không đạt yêu cầu. Hay là bạn thấy rằng đối với thuốc tiêm và thuốc nhỏ mắt, các bạn phải xây dựng một cái chỉ tiêu đó là độ vô khuẩn. Như vậy thì từ đó bạn thấy rằng yêu cầu thuốc phải vô khuẩn. Và khi mà chúng ta đi xây dựng cái mức chỉ tiêu thì có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là mức chỉ tiêu đã có trong dược điển. Rồi bạn thấy trường hợp thứ nhất là mức chỉ tiêu đã có trong dược điển. Trường hợp thứ hai là không có quy định trong các văn bản pháp quy. Đoạn trường hợp thứ nhất là bạn thấy rằng đã có quy định trong dược điển. Khi mà chúng ta xây dựng dù cái thời gian rã này là bao nhiêu thì hiện nay bạn thấy rằng là một số cái thuốc thì trong dược điển đã có quy định rồi, thì lúc này chúng ta chỉ cần áp dụng và chúng ta tiến hành kiểm tra lại xem coi cái sản phẩm của mình có đáp ứng hay không. Mà như vậy từ đó bạn thấy rằng chúng ta chỉ tiến hành việc bạn áp dụng và kiểm tra lại xem cái sản phẩm mình có đáp ứng hay không. Nói như vậy bạn thấy nếu đã có quy định rồi thì chúng ta chỉ cần tiến hành áp dụng. Dù ta hiện nay dược điển đã quy định cái thời gian rã của viên nang là không quá 30 phút, là chúng ta chỉ cần áp dụng cái chỉ tiêu này theo quy định của dược điển. Từ đó chúng ta kiểm tra xem coi cái sản phẩm mình đáp ứng hay không. Và trường hợp thứ hai là trường hợp mà không có quy định trong các văn bản pháp quy. Thì lúc này bạn thấy rằng nếu không có quy định thì lúc này chúng ta phải đi xây dựng. Cái nào không có thì bắt buộc phải xây dựng. Và xây dựng dựa trên kết quả thực nghiệm. Và hiện nay bạn thấy rằng để yêu cầu dựa trên kết quả thực nghiệm của ít nhất 3 lô sản xuất thử. Đó. Như vậy bạn thấy rằng nếu không có thì phải tự xây dựng. Xây dựng dựa trên kết quả thực nghiệm. Kết quả thực nghiệm có bao nhiêu lô sản xuất thử này? Kết quả thực nghiệm của 3 lô sản xuất thử. Và từ đó ít nhất 3 lô sản xuất thử. Và từ đó ta xử lý số liệu. Thì trong cái phần xử lý số liệu như thế nào thì chúng ta sẽ có một cái bài học nữa trong cái chương trình của mình, trong cái bài học về xử lý số liệu thực nghiệm để đưa ra một cái giá trị, cái khoảng giới hạn. Rồi, bây giờ sau khi mà ta xây dựng mức giới hạn của các chỉ tiêu rồi thì chúng ta đi xây dựng về việc bằng về cái phương pháp thử. Đó, sau khi xây dựng các chỉ tiêu mức giới hạn rồi, bây giờ chúng ta đi xây dựng về phương pháp thử. Phương pháp thử là gì? Thì phương pháp thử hay còn gọi là quy trình thử nghiệm, quy trình phân tích hay gọi là quy trình phân tích. Đó. Bạn thấy rằng phương pháp thử hay còn gọi là quy trình thử nghiệm hay gọi là quy trình diệt mạng phân tích. Là phương pháp thử hay còn gọi là quy trình thử nghiệm hay còn gọi là quy trình phân tích. Đây là sự quy trình thử nghiệm hay quy trình phân tích là gì? Là sự mô tả một cách chi tiết toàn bộ cái quá trình. Đó. Là mô tả chi tiết toàn bộ quá trình. Giống như giờ bạn thấy rằng khi bạn đi thi thực hành cũng vậy, mong muốn của các bạn là cho cái gì? Cái quy trình. Tại sao mình cho quy trình?
Tại vì nếu đề thi mà đã cho các bạn quy trình rồi thì các bạn có cần học nữa không? Học, bây giờ mà chỉ cần đọc và mình làm gì thôi, mình làm theo đúng quy trình. Bước 1 tôi yêu cầu làm gì, bước 2 làm gì, bước 3, bước 4 làm gì, cân đong đo đến trình tự các thuốc thử, các hóa chất cho vô như thế nào vân vân, hút bao nhiêu ml, dùng phương pháp gì để đo, phương pháp tính như thế nào vân vân, nó mô tả hết tất tần tật để mà ta tiến hành thực hiện một chỉ tiêu. Mà mô tả từ cái phương pháp lấy mẫu, từ cái phương pháp đo, phương pháp xác định, phương pháp phân tích, phương pháp kiểm tra, phương pháp khảo nghiệm, giám định, các mức chỉ tiêu yêu cầu đối với việc bạn từng cái hoạt chất. Nó mô tả về một cách chi tiết về cái mặt cái quá trình. Như vậy thì khi mà chúng ta đi xây dựng một cái phương pháp thử thì yêu cầu cái phương pháp nó phải tiên tiến, thực tế, kinh tế và an toàn. Như bạn thấy rằng yêu cầu cái phương pháp nó phải đạt được tính tiên tiến, kinh tế, thực tế và việc mạng an toàn. Như vậy bạn thấy rằng yêu cầu nó phải có tính việc bằng kinh tế, thực tế và có tính việc bằng an toàn. Như bạn thấy rằng khi xây dựng một phương pháp nó phải tiên tiến, kinh tế, thực tế và an toàn. Tiên tiến là cái này bạn thấy rằng các bạn không thể vận dụng những phương pháp quá cổ điển. Nhưng mà cái phương pháp này phải diệt bằng. Để quan trọng thêm tí nha. Thì lúc này bạn thấy rằng yêu cầu của phương pháp thử thì lúc này bạn thấy nó phải đạt được tính tiên tiến, kinh tế và diệt bằng thực tế. Thì lúc này bạn không thể áp dụng một cái phương pháp làm sao bạn quá cổ điển để tiến hành phân tích. Mà nếu bạn sử dụng một cái phương pháp mà hiện đại thì lúc này bạn thấy rằng nó có chi phí nó cao nên nó phải phù hợp với việc mà thực tế là như vậy. Nó phải tính phương pháp và phải tính kinh tế, chứ mà áp dụng một phương pháp quá hiện đại thì cái chi phí mà vận hành nó rất là việc mà rất cao cũng không khả thi và phải đảm bảo việc mà an toàn. Là bạn thấy rằng yêu cầu khi xây dựng một cái phương pháp là phải đạt được những thông số như vậy. Cổ điển quá cũng không được, hiện đại quá thì lúc này bạn thấy rằng nó không đạt được tính kinh tế. Bạn thấy là cái giá thành cái sản phẩm mình nó cao thì lúc này bạn thấy là rất khó cạnh tranh. Rồi thực tế có nghĩa là cái phương pháp này thì doanh nghiệp mình phải có khả năng áp dụng và có khả năng thực hiện được. Chứ mình đưa ra phương pháp mà lúc này bạn thấy rằng doanh nghiệp mình không thực hiện được thì bạn thấy rằng đưa một cái rất xa vời thì rất là khó. Rồi như vậy thì lúc này bạn thấy rằng khi tiến hành xây dựng một cái phương pháp thử thì nó cũng có hai trường hợp xảy ra khi mà ta lựa chọn phương pháp. Trường hợp thứ nhất là cái phương pháp này đã có trong dược điển rồi, và trường hợp thứ hai nếu chưa có trong dược điển thì lúc này ta sẽ làm như thế nào? Rồi bạn đọc và bạn trả lời hai câu hỏi nữa không? Khi một cái quy trình mà trong dược điển có rồi thì ta sẽ làm như thế nào? Mà một khi một quy trình mà trong dược điển chưa có thì ta xây dựng cái phương pháp như thế nào?
dựng một cái việc bằng một cái phương pháp thử. Thì nếu như cái phương pháp thử này mà đã có trong dược điển thì lúc này mình thấy rằng chúng ta chỉ cần việc bằng áp dụng và kiểm tra lại xem cái sản phẩm của mình nó có đáp ứng hay không. Nếu các bạn thấy là nếu đã có quy định trong dược điển rồi thì chúng ta kiểm tra lại xem coi cái sản phẩm của mình nó có đáp ứng được những cái yêu cầu quy định trong dược bằng trong dược điển hay không. Tại vì dược điển là nó nói về dược bằng, cái phương pháp kiểm nghiệm, cái quy trình dược bằng kiểm nghiệm. Nếu đã có rồi thì chúng ta chỉ cần kiểm tra xem coi nó đáp ứng hay không. Và nếu bằng cái quy trình này bạn thấy rằng chưa có trong dược điển thì đòi hỏi chúng ta phải dược bằng, phải xây dựng. Nếu quy trình mà chưa có thì đòi hỏi phải xây dựng. Và sau khi mà xây dựng rồi thì bạn thấy là cái quy trình này phải thẩm định. Và nếu mà chúng ta chọn một cái phương pháp mà khác để thay thế thì cái quy trình trong dược điển thì chúng ta phải chứng minh được rằng cái quy trình mình sử dụng đó là tương đương hoặc là ưu việt hơn. Và bạn thấy là cái quy trình này phải được viện kiểm nghiệm chấp nhận bằng văn bản. Bạn thấy rằng nếu bạn áp dụng cái quy trình có ngay trong dược điển thì người ta kiểm tra để áp dụng mà thôi. Còn nếu bạn áp dụng một quy trình khác thì đòi hỏi mình phải xây dựng, không được cho dược điển phải xây dựng. Nếu áp dụng một cái phương pháp khác chứ phương pháp mà quy định trong dược điển thì lúc này chúng ta cũng phải tiến hành làm việc bằng chứng minh là cái phương pháp của mình tương đương hoặc ưu việt hơn, và cái quy trình này phải được dược bằng viện kiểm nghiệm chấp nhận. Như vậy thì khi mà ta xây dựng một cái tiêu chuẩn cơ sở như vậy thì ta căn cứ trên bao nhiêu lô để tiến hành thử nghiệm. Nào, như vậy thì các bạn thấy rằng để ta tiến hành thử nghiệm trên bao nhiêu lô thì cái này bạn thấy rằng quy định thử ít nhất với 3 lô sản xuất thử. Thì bạn thấy rằng quy định ít nhất với 3 lô sản xuất thử. Và mỗi lô sẽ lấy từ 6 đến 10 mẫu. Ít nhất 3 lô sản xuất thử. Và mỗi lô sẽ lấy từ 6 đến 10 mẫu. Như vậy có tổng cộng từ 18 đến 30 mẫu. Nào, như bạn thấy rằng mỗi lô sẽ lấy từ 6 đến 10 mẫu. Vậy tổng cộng có 18 đến 30 mẫu. Nên như vậy bạn thấy rằng ngoài phân tích mẫu thử còn phân tích mẫu giả định, mẫu chuẩn, mẫu trắng thêm chuẩn vân vân. Nói như vậy bạn thấy rằng đây là cái số lượng mẫu mà chúng ta được dùng để tiến hành việc bằng phân tích. Nói như bạn thấy đây là số lượng mẫu mà chúng ta dùng để tiến hành việc bằng phân tích. Rồi sau đó chúng ta xây dựng về cái tiêu chuẩn về đóng gói, bảo quản và hạn dùng. Và hiện nay bạn thấy rằng cái quy định ghi trên nhãn thì cũng phải đúng quy định. Hiện nay bạn thấy rằng sau này bạn học ở pháp chế dược một cái bài là hướng dẫn về ghi nhãn sản phẩm. Đó, thì lúc nào bạn học ở pháp chế dược là có một bài về hướng dẫn mà cái việc mà ghi nhãn sản phẩm như thế nào thì chúng ta sẽ học trong cái bài đó. Rồi bây giờ chúng ta nói về cái việc bằng bảo quản. Bạn bắt buộc phải ghi cái điều kiện bảo quản trên nhãn sản phẩm để khi mà cái thuốc này làm sao bạn lưu thông trên thị trường thì bảo quản theo đúng điều kiện để mà chất lượng
của cái sản phẩm được duy trì đến ngày cuối cùng hết hạn dùng, và bắt buộc phải ghi hạn sử dụng để biết cái sản phẩm này sử dụng đến khi nào và không còn sử dụng được nữa. Như vậy bạn thấy rằng sau khi mà xây dựng xong thì áp dụng cái tiêu chuẩn vào thực tế, thì khi mà ta áp dụng vào thực tiễn thì chúng ta sẽ thấy được việc bằng ưu nhược điểm của tiêu chuẩn. Như vậy bạn thấy rằng khi bạn áp dụng cái tiêu chuẩn vào thực tiễn thì chúng ta sẽ phát hiện thấy được việc bằng những ưu và nhược điểm của tiêu chuẩn. Và lúc này bạn thấy rằng ưu điểm thì chúng ta sẽ phát huy, và nhược điểm thì sẽ tiến hành việc bằng chỉnh sửa ở cái lần việc bằng ban hành sau. Đó, như vậy bạn thấy ưu điểm thì sự phát huy và nhược điểm thì sẽ được tiến hành việc bằng chỉnh sửa ở cái lần ban hành sau. Điểm của cái tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn bạn thấy rằng được áp dụng trên cái nguyên tắc đó là tự nguyện. Trên nguyên tắc tự nguyện bạn thấy rằng ta bắt buộc các bạn phải tuân thủ tự nguyện, nhưng mà tự nguyện mà. Tiêu chuẩn thì được áp dụng một cách việc bằng trực tiếp hoặc là được viện dẫn trong các văn bản khác. Và bạn thấy hiện nay thì tiêu chuẩn đây là cái quy định mà bắt buộc mà người ta phải rằng tự nguyện phải thực hiện, nhưng mà thường hiện mang tính chất việc bằng bắt buộc để đảm bảo về chất lượng. Và lúc này bạn thấy rằng cơ sở sản xuất người ta có thể áp dụng tiêu chuẩn cơ sở hoặc là tiêu chuẩn dược điển. Và lúc này bạn thấy rằng nếu áp dụng tiêu chuẩn cơ sở thì các doanh nghiệp người ta phải tiến hành tổ chức nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, và sau đó phải tiến hành thẩm định để chứng minh sự phù hợp của cái phương pháp mà ghi trong tiêu chuẩn. Nếu bạn thấy rằng chúng ta đi xây dựng thì chúng ta phải tiến hành việc bằng chứng minh cái phương pháp của mình đó là việc bằng. Khi mình vận dụng nó sẽ cho kết quả chính xác và đáng tin cậy. Và nếu áp dụng những cái tiêu chuẩn quy định có trong dược điển thì chúng ta chỉ cần kiểm tra sự phù hợp của cái phương pháp kiểm nghiệm với lại cái việc bằng sản phẩm của mình mà thôi. Nên bạn thấy nếu mình áp dụng những cái đã có sẵn trong dược điển rồi thì chúng ta việc bằng chỉ cần kiểm tra để xem coi cái sản phẩm mình có đáp ứng yêu cầu hay không. Thì bạn thấy rằng nếu bạn thấy đáp ứng, bạn thấy không, còn nếu mình tự xây dựng thì lúc này bạn thấy rằng nếu mình tự xây dựng thì lúc này bạn thấy rằng mình phải đi tiến hành thẩm định chứng minh. Lúc này bạn thấy rằng phải thẩm định chứng minh cái quy trình nó có đáp ứng hay không. Từ đó bạn thấy rằng khi mà một cái quy trình bạn thấy rằng mình xây dựng mới hoàn toàn thì bạn phải thẩm định cái chứng minh khi bạn vận dụng cái quy trình phân tích này nó phải thu được kết quả chính xác, cũng như nó phản ánh được đúng cái thực chất của cái mẫu. Thì sau này các bạn trong những bài tiếp theo thì chúng ta sẽ học một bài nó về thẩm định quy trình. Sau khi bạn xây dựng quy trình xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành việc bằng thẩm định. Và lúc này bạn thấy rằng tiêu chuẩn cơ sở thì do người đứng đầu tổ chức người ta tiến hành xây dựng và công bố áp dụng trong cái cơ sở của mình. Và cái trình tự thủ tục xây dựng và công bố thì được hướng dẫn tại bộ theo hướng dẫn của Bộ Khoa học Công nghệ. Hiện nay bạn thấy Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn cái quy định cái trình tự thủ tục. Rồi như vậy bạn thấy rằng khi mà ta xây dựng tiêu chuẩn rồi thì ta phải lập kế hoạch để áp dụng tiêu chuẩn về trang thiết bị, về hóa chất, về đội ngũ, về cấp quản lý. Thì lúc này bạn thấy rằng về ví dụ mình đề nghị một cái phương pháp này tiến hành phân tích đi thì bạn phải có những đề xuất về mua sắm trang thiết bị hay những hóa chất cần thiết để phục vụ cho cái quá trình phân tích đó, cũng như đào tạo về đội ngũ cán bộ kiểm nghiệm cũng như là cán bộ quản lý để người ta vận hành. Như vậy bạn thấy rằng khi mà cái quy tiêu chuẩn các bạn được cấp phép rồi thì bắt buộc các bạn phải sản xuất theo đúng tiêu chuẩn, là các bạn sử dụng cái tiêu chuẩn đã được phê duyệt để kiểm tra việc thực hiện các quy trình kỹ thuật cũng như là kiểm tra
những cái việc bằng giữa nguyên liệu bán thành phẩm và thành phẩm có đáp ứng được yêu cầu hay không. Và lúc này bạn thấy rằng mục đích của việc kiểm tra để ngăn chặn không đưa những cái sản phẩm mà không đạt tiêu chuẩn chất lượng ra sử dụng. Đó. Tại vì nếu bạn không kiểm tra thì các bạn sẽ không biết được cái thuốc, khi bạn nhìn bằng cảm quan thì lúc này bạn thấy rằng cái việc đánh giá của bạn nguy cơ bị sai lầm. Từ đó bạn thấy rằng kiểm tra mục đích để ngăn chặn những cái thuốc không đảm chất lượng đưa ra sử dụng. Và lúc này bạn thấy rằng để phát hiện những cái nguyên nhân và vi phạm và có những cái biện pháp khắc phục, đồng thời phát hiện những cái thiếu sót của nội dung tiêu chuẩn để từ đó sẽ tiến hành việc bằng sửa đổi. Và việc kiểm nghiệm thuốc phải được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn chất lượng mà cơ sở sản xuất pha chế xin phép lưu hành đã đăng ký. Nào, bạn thấy rằng việc kiểm nghiệm phải thực hiện theo đúng những cái tiêu chuẩn đã đăng ký. Bạn thấy rằng đúng những cái tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký. Và lúc này bạn thấy rằng nếu đăng ký lưu hành cái sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia thì sẽ được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia. Còn nếu đăng ký lưu hành theo tiêu chuẩn dược điển thì sẽ được kiểm nghiệm theo dược điển. Hay là bạn thấy rằng dược điển Anh, dược điển Pháp, dược điển Anh hay dược điển Hoa Kỳ, hay là lúc này bạn thấy rằng nếu đăng ký theo tiêu chuẩn cơ sở thì kiểm nghiệm theo dược điển. Và bạn thấy theo tiêu chuẩn đã đăng ký. Và trong trường hợp bạn thấy rằng nếu áp dụng một cái phương pháp khác trong tiêu chuẩn thì phải được sự chấp thuận của Bộ Y tế. Đó, bạn thấy rằng nếu áp dụng một cái phương pháp khác trong cái tiêu chuẩn thì phải được sự áp dụng. Bạn thấy rằng thì phải được sự chấp thuận của Bộ Y tế. Và trong trường hợp bạn thấy rằng nếu có nghi ngờ về thành phần hoặc chất lượng của thuốc thì cơ sở kiểm nghiệm thuốc của nhà nước người ta duyệt bằng được áp dụng những cái phương pháp khác để kiểm tra và đưa ngờ về thành phần, nghi ngờ về chất lượng. Thì bạn thấy rằng ngoài cái việc áp dụng một cái phương pháp mà đã quy định trong tiêu chuẩn rồi thì bạn thấy rằng tại cơ quan kiểm nghiệm nhà nước người ta áp dụng các phương pháp bổ sung để đánh giá xem coi thuốc này thực sự nó có đạt chất lượng hay không. Tại vì đôi khi bạn thấy rằng một phương pháp mà bạn kết luận thì nguy cơ làm sao bằng nó sai lầm. Nên từ đó bạn thấy rằng người ta áp dụng các phương pháp bổ sung để tiến hành việc bằng đánh giá. Nên vì từ đó bạn thấy rằng người ta sẽ tiến hành áp dụng những cái phương pháp mà bổ sung. Thì hiện nay bạn thấy rằng đúng quy định thì người ta sẽ áp dụng những cái phương pháp mà đã đăng ký. Thì kiểm nghiệm phải thực hiện theo đúng cái tiêu chuẩn chất lượng việc bằng đã đăng ký. Và nếu bạn thấy rằng muốn áp dụng một phương pháp khác thì đòi hỏi phải sự chấp thuận của Bộ Y tế. Và trong trường hợp bạn thấy rằng trong quá trình kiểm nghiệm nếu phát hiện ra bạn thấy rằng có nghi ngờ về thành phần, về chất lượng thì cơ quan kiểm nghiệm của nhà nước người ta sẽ áp dụng những cái phương pháp việc bằng bổ sung để tiến hành đánh giá về chất lượng, đưa ra cái kết luận về chất lượng thuốc cuối cùng. Và người đứng đầu của cơ sở kiểm nghiệm thuốc phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm nghiệm của cơ sở mình trước pháp luật. Như vậy bạn thấy rằng người đứng đầu cơ sở là người chịu trách nhiệm về mặt pháp lý liên quan đến việc bằng cái kết quả kiểm nghiệm. Như vậy lúc này bạn thấy rằng người làm trong công tác kiểm nghiệm được gọi là việc bằng kiểm nghiệm viên. Thì lúc này bạn thấy rằng làm xong rồi thì cái kết quả bạn ký xác nhận kết quả đó, bạn thấy cái kết quả các bạn làm là kết quả mới chỉ lưu hành nội bộ mà thôi. Sau đó bạn thấy rằng sẽ được trưởng phòng duyệt lại, sau đó trình cho việc bạn lãnh đạo đơn vị duyệt. Và bạn thấy là cái phiếu trả lời cho khách hàng thì chỉ có chữ ký và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị mà thôi. Nên đây là người chịu trách nhiệm việc bạn về mặt chức pháp luật về cái kết quả kiểm nghiệm. Như vậy từ đó bạn thấy rằng nếu như nhân viên mà làm sai thì bạn thấy rằng người lãnh đạo cũng phải chịu trách nhiệm. Bởi vì lúc này bạn thấy rằng khi mà bạn được bổ nhiệm một cái vị trí lãnh đạo đi, thì lúc này bạn khi bạn bổ nhiệm cái vị trí lãnh đạo là lúc này bạn thấy rằng các bạn phải quán xuyến giám sát mọi hoạt động việc bàn của nhân viên. Và lúc này bạn thấy rằng nếu nhân viên mà làm sai thì các bạn cũng phải chịu trách nhiệm. Đó, tại vì cũng là bạn thấy bằng lơ là trong cái quá trình quản lý và dẫn đến cái vấn đề hậu quả như vậy.
Rồi như vậy bạn thấy rằng thời hạn kiểm tra thì bạn thấy rằng định kỳ ở hệ thống kiểm tra của nhà nước và thường xuyên ở các cơ sở, và nội dung mà sẽ kiểm tra đó là bạn thấy rằng kiểm tra về cơ sở vật chất của cơ quan mà làm công tác kiểm nghiệm, như là những tài liệu kỹ thuật, những dụng cụ đo lường, những hóa chất, thuốc thử, những máy móc vân vân. Nói bạn thấy rằng định kỳ chúng ta phải tiến hành việc bằng kiểm tra xem có cái máy móc này nó còn hoạt động ổn định hay không, hay hồ sơ tài liệu mình có đầy đủ hay không, cũng như là những dụng cụ đo lường bạn thấy rằng nó có đạt được cái việc bằng cái độ chính xác hay không, giống như là những dung môi hóa chất thuốc thử bạn thấy rằng mình phải kiểm tra có cái hạn sử dụng nó còn hay không, còn sử dụng việc bằng được hay không. Và bạn thấy rằng ta phải việc bằng thường xuyên kiểm tra, rồi kiểm tra chế phẩm, thành phẩm, bán thành phẩm vân vân. Như bạn thấy rằng trong cái quá trình mà sản xuất cũng vậy, thì bạn thấy rằng từng công đoạn của quá trình sản xuất thì bạn thấy rằng người ta sẽ được tiến hành việc bằng kiểm tra. Như vậy kiểm tra bằng cách việc bằng lấy mẫu từ khâu nguyên liệu, bao bì, bán thành phẩm đến thành phẩm, từng công đoạn phải được kiểm tra để không cho những cái bán thành phẩm mà không đạt chất lượng di chuyển từ khâu nọ sang khâu kia. Cũng như là bạn thấy rằng khi mà thu nhận sản phẩm cũng vậy, cũng phải tiến hành kiểm tra. Tại vì hiện nay bạn thấy rằng như bạn thấy rằng thì khi mà thực hiện cái việc thu nhận sản phẩm cũng vậy, bạn thấy rằng hiện nay các nhà sản xuất người ta tiến hành làm việc bằng nhập nguyên liệu, và khi nguyên liệu nhập về bạn thấy người ta phải tiến hành kiểm tra để xem coi nó có nguyên liệu có đáp ứng hay không trước khi đưa vào quy trình sản xuất. Bạn thấy khi thu nhận sản phẩm thì người ta phải tiến hành kiểm tra, như sau này bạn mở các công ty phân phối hay các cơ sở bán lẻ cũng vậy, thì bên khi bạn thu nhận sản phẩm các bạn phải đánh giá xem coi cái sản phẩm có đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng và mình đưa ra hay không, để mà từ đó chấp nhận trả cái lô sản phẩm cho cái việc bằng. Như vậy từ đó bạn thấy rằng khi mà tiến hành bạn thấy rằng bỏ hoạt động, các bạn phải lưu trữ các tiêu chuẩn chất lượng, các hồ sơ tài liệu, các bạn thấy rằng phải lưu trữ theo quy định. Và định kỳ thì tiêu bạn thấy rằng phải tiến hành sửa đổi tiêu chuẩn. Thì tiêu chuẩn bạn thấy rằng chỉ có giá trị trong một cái giai đoạn nhất định. Và khi mà trình độ sản xuất phát triển thì bạn thấy rằng tiêu chuẩn nó không còn phù hợp nữa. Và việc sửa đổi tiêu chuẩn thì phải được tiến hành đúng thủ tục. Và hiện nay bạn thấy rằng tiêu chuẩn các cấp về thuốc phải được xem xét, bổ sung và sửa đổi trong thời hạn là 5 năm một lần, để cho phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ, với sự tiến bộ trong việc bằng quá trình sản xuất cũng như là kiểm nghiệm. Và bạn thấy rằng các tiêu chuẩn được sử dụng trong phòng kiểm nghiệm như là các chuyên luận của dược điển hiện hành cũng như dược điển các nước, các tiêu chuẩn cơ sở vân vân. Và bạn thấy rằng các tiêu chuẩn theo dược điển có thể được thay đổi, bổ sung trong cái lần xuất bản mới nhất và được thông báo bởi hội đồng dược điển. Và các tiêu chuẩn cơ sở bạn thấy rằng các bạn muốn sửa đổi thì bạn thấy rằng các bạn phải nộp hồ sơ, và khi mà đã được cấp phép rồi, phê duyệt rồi thì bạn mới được tiến hành việc bằng sửa đổi. Và những nội dung mà cần sửa đổi là phát hiện những cái sai sót về kỹ thuật và thực tế của mức chỉ tiêu lẫn phương pháp, và phát hiện sự không phù hợp hay lạc hậu của tiêu chuẩn so với việc bằng hiện hành. Và việc biên soạn các bạn thấy rằng bổ sung thì phải đúng trình tự thủ tục người đã xây dựng. Và bạn thấy rằng trong khi mà chờ xem xét lại thì bạn thấy rằng doanh nghiệp thì người ta không được tự ý mà thay đổi tiêu chuẩn, và muốn thay đổi thì phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Như vậy bạn thấy rằng tiêu chuẩn được coi như là việc bằng một phần cốt lõi của công tác kiểm nghiệm. Đó, tiêu chuẩn là một phần cốt lõi của công tác kiểm nghiệm. Này bạn thấy rằng tiêu chuẩn là một cái văn bản pháp lý và là cơ sở để quyết định xem một cái lô thuốc nó có đạt hay là không đạt việc bằng tiêu chuẩn chất lượng. Và do vậy bạn thấy rằng cái việc xây dựng cho đến cái việc áp dụng, kiểm tra các việc áp dụng thì phải được thực hiện
tiến hành một cách thận trọng và nghiêm túc để hướng đến cái mục tiêu cuối cùng là cung cấp những cái thuốc tốt, thuốc đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng. Nói như vậy, hiện nay bạn thấy rằng các doanh nghiệp người ta phải đi tiến hành việc bạn đi xây dựng cái tiêu chuẩn chất lượng. Hiện nay bạn dễ quan thấy một cái sản phẩm mà muốn lưu hành trên thị trường đều phải có tiêu chuẩn. Và khi tiêu chuẩn này được phê duyệt rồi thì lúc này bạn thấy rằng cái thuốc này mới được phép việc bạn sản xuất và lưu hành trên thị trường. Đó, bạn thấy rằng khi cái tiêu chuẩn được phê duyệt rồi thì mới được phép sản xuất, mới được phép nhập khẩu. Tại vì khi mà bạn thấy rằng khi bạn xây dựng một cái tiêu chuẩn, khi bạn nộp hồ sơ thì lúc này bạn thấy rằng cơ quan nhà nước sẽ tổ chức việc bạn thẩm định, đánh giá xem coi cái tiêu chuẩn các bạn có phù hợp hay không. Để từ đó bạn thấy rằng quyết định là cái thuốc các bạn có được cấp phép lưu hành hay không. Bạn thấy nó phải phù hợp với những cái quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam thì lúc này bạn thấy mới được cấp phép. Và khi được cấp phép rồi thì bạn thấy rằng khi được cấp phép thì lúc này thuốc các bạn mới được phép sản xuất và nhập khẩu. Và khi mà bạn sản xuất và nhập khẩu thì phải đảm bảo theo đúng những cái tiêu chuẩn mà đã đăng ký. Rồi, như vậy thì đây là cái nội dung ở cái bài công tác tiêu chuẩn liên quan đến cái nội dung của cái bài này. Thì các bạn nào thắc mắc thì chúng ta trao đổi không? Rồi, như vậy thì liên quan đến buổi học ngày hôm nay, bây giờ các bạn sẽ trả lời một câu hỏi tương tác để mà người ta lấy điểm buổi học không? Rồi, như vậy thì liên quan đến buổi học ngày hôm nay thì các bạn sẽ trả lời một câu hỏi tương tác để người ta lấy điểm buổi học. Còn phần thì bạn nào mà trả lời xong thì người ta sẽ kết thúc cái buổi học của mình hôm nay ha. Tại bên thầy thì hồi thông báo khoảng cúp khoảng gần 9 giờ cúp điện. Nên tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục nội dung còn lại. Và như vậy thì câu hỏi tương tác, bạn nào trả lời xong thì mình có thể thoát khỏi lớp học không? Đó, các bạn hãy cho biết. Bạn thấy rằng để tiến hành việc bạn, hiện nay bạn thấy rằng thuốc muốn sản xuất thì phải đăng ký. Như vậy thì khi mà đã được cấp phép đăng ký rồi, nói như vậy bạn thấy rằng khi mà thuốc các bạn được cấp phép rồi, cấp số đăng ký rồi, như vậy thì câu hỏi đặt ra thì làm sao cơ quan nhà nước biết được thuốc các bạn sản xuất cũng như là nhập khẩu có đúng tiêu chuẩn đã đăng ký hay không? Rồi thì nhắc lại câu hỏi. Như vậy bạn thấy rằng khi cái thuốc các bạn đã được cấp phép rồi thì làm sao cơ quan nhà nước biết được cái thuốc các bạn đó sản xuất và nhập khẩu có đúng tiêu chuẩn chất lượng hay không? Và các bạn hãy cho biết những cái giải pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng thuốc. Rồi thì để trả lời các bạn và trả lời trực tiếp trong một chat của lớp học luôn hơn. Rồi thì nhắc lại câu hỏi. Như vậy thì làm sao cơ quan nhà nước biết được thuốc các bạn sản xuất và nhập khẩu có đúng tiêu chuẩn chất lượng như đã đăng ký hay không? Và các bạn hãy cho biết những giải pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng thuốc. Rồi các bạn trả lời trực tiếp trong một chat hơn. Các bạn có thể khi trả lời các bạn có thể gửi nhiều lần trên đó không? Thì để mà thầy thống kê lại, các bạn không nhất thiết là làm xong mới gửi không? Dù từng ý các bạn có thể gửi lên. Rồi, như vậy các bạn làm, đó là câu hỏi tương tác buổi học.